Well, VinFast gets set to manufacture cars in Chatham County. It's also dealing with a recall of nearly 1,000 vehicles. Chris, you managed to track down somebody who has purchased one of these vehicles. And not just one, actually. We're talking two vehicles. Xin chào các bạn. Hôm nay là tối thứ hai, ngày 29 tháng 5, 2023. Từ Nam California, Michael xin chào các bạn và một cái tin thật ngắn gọn chia sẻ với các bạn là một người Mỹ khi nghe điện thoại từ công ty VinFast gọi lại để mà nói về cái phần mềm, và người Mỹ này làm không lạ, là một người Mỹ ở sống ở bên Las Vegas. Họ đã có chủ quyền xe VinFast VF8 CD Edition và được công ty VinFast gọi để mà cập nhật phần mềm mới nhất, nói về cái màn hình đó các bạn, cái màn hình. Thì ông rất là ấn tượng khi mà ông nhận được cú điện thoại từ bên công ty VinFast, nhất là bên Việt Nam gọi nói chuyện với ông. Đó thì ông rất là ấn tượng, thấy là công ty VinFast. Và ông không những có một chiếc mà tới hai chiếc xe của VF8. Đấy, ông đứng phía sau, ông nói với lại tin tức là ông đứng phía sau hỗ trợ cho... Ông nói trước đây khi mà còn trong lính, ông thường lái xe ở trong quân đội. Ông không những là người lính mà ông là người dạy cho các người lính lái xe, cho nên ông nói cái vấn đề phần mềm này không có gì hết, không có là vấn đề gì hết. Ông đứng phía sau hãng xe VinFast và cái xưởng đang xây ở miền New Jersey, là trước đây là cái căn cứ quân đội của ông thì nằm ở North Carolina, và lúc đó là ông là một người lính ở trong thủy quân lục chiến, và hiện giờ thì ông đã retire và sống ở Las Vegas. Ông đã ghé một trong những cái showroom của xe VinFast ở Nam California, và ông chia sẻ những cái suy nghĩ của ông với người VinFast ở đây. Những gì vừa qua là từ nguồn tin WRLA của Mỹ các bạn ha. Tin mới thì Michael muốn chia sẻ với các bạn để các bạn có hiểu là, như Michael đã chia sẻ trước đây, là phần mềm của xe. Ông nói, ông đề cập là tất cả những hãng xe đều có vấn đề về phần mềm hết. Đối với ông đó là chuyện bình thường thôi. Thì cái này là cũng giúp cho Michael trên cái phương diện mà nhìn cái vấn đề trước đây đã nói là vấn đề này rất là very minor ha các bạn ha, rất là không có gì phải lo hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi những chia sẻ vừa qua. Xin để lại một lời nhắn comment phía dưới. Thank you so much. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, một cuối tuần hạnh phúc bên người thân, và không quên theo dõi, bấm like, share và subscribe channel của Michael. Thanks again. Have a nice weekend. Bye bye các bạn.